Ban biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn từ quý vị khán thính giả đã đến với kênh Tìm Mới Nhất. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin mới nhất với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, khu vực phía nam của Trung Quốc đang phải trải qua đợt lũ tồi tệ nhất trong hơn 2 thập kỷ qua. Các trận mưa lũ liên tiếp làm dấy lên lo ngại của người dân Trung Quốc về sự an toàn của đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc. Đầu mùa lũ mưa bão và sạt lở xuất hiện ở miền nam của Trung Quốc khiến 7.300 ngôi nhà bị phá hủy, ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 8 triệu người dân. Các quan chức địa phương ước tính sơ bộ nền kinh tế tại khu vực bị ảnh hưởng đã chịu thiệt hại khoảng 2,9 tỷ đô la Mỹ. Ghi nhận cho thấy, sau những đợt mưa lớn, mực nước ở sông Dương Tử đã tăng lên 5,1 mét trên mực nước lũ tối đa có thể đạt được một lần trong 100 năm. Giới chức Trùng Khánh đã phát đi cảnh báo lũ ở mức độ đỏ tại nhiều khu vực từ cuối tháng trước. Thành phố cũng khuyến cáo cư dân nên di chuyển khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tại một số khu vực, lũ lụt nghiêm trọng đến mức có thể cho là tồi tệ nhất kể từ năm 1998, thời điểm lượng mưa cao hơn trung bình dẫn tới ngập lụt, cướp đi sinh mạng của 3.700 người và khiến 15.000 người mất nhà cửa khắp Trung Quốc. Trong mùa hè năm nay, lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực phía nam của Trung Quốc, gây ảnh hưởng tới tỉnh Quý Châu, tỉnh Quảng Đông cùng với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Hồi đầu tháng trước, Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cảnh báo lũ lụt có khả năng kéo dài trong những tuần tới. Các trận mưa lũ liên tiếp làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất trên thế giới nằm ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Từ đầu tháng trước, Trung Quốc bước vào mùa mưa lũ, khiến nhiều vùng trên cả nước chịu thiệt hại và đối diện với nguy cơ có thể là đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất trên thế giới xây dựng trên sông Dương Tử, đoạn chảy qua thị trấn Tam Đầu Bình của tỉnh Phú Bắc. Dư luận đang rất lo ngại trước khả năng chống đỡ của con đập trị giá 26 tỷ đô la Mỹ khi mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp khiến mực nước tại nhiều nhánh sông ở thượng nguồn dâng lên trên mức nguy hiểm. Khu vực sông Dương Tử đoạn chảy qua thành phố Trùng Khánh, thượng nguồn của đập Tam Hiệp đang trải qua đợt lũ lớn nhất trong vòng 80 năm qua. Cơ quan thủy văn thành phố hôm qua đã phát đi cảnh báo mức lũ cao nhất và sơ tán hơn 40.000 người dân. Hồi cuối tháng trước, mực nước tại đập Tam Hiệp ở mức 150 m, cao hơn 5 m so với mức cảnh báo lũ, trong khi cấp độ xả nước tăng lên 29.500 m³/giây. Chính quyền Trung Quốc từng tuyên bố rằng con đập được thiết kế với khả năng chịu đựng được những cơn lũ nghiêm trọng chỉ xảy ra 1.000 năm một lần. Con đập được cho là có thể chịu đựng được mực nước lên tới 175 m và với những dòng nước lũ có tốc độ tới 75.000 m³/giây, theo Hoàn Cầu Thời báo. Tuy nhiên, chuyên gia thủy văn Vương Duy Lạc cho rằng con đập không ổn định như nhiều người tưởng tượng và cho biết việc thiết kế, xây dựng và kiểm tra chất lượng dự án đều do một tổ chức thực hiện. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết khu vực sông Dương Tử đang bước vào mùa mưa lũ và kêu gọi sự phối hợp điều tiết tại các dự án đập ngăn lũ lớn như đập Tam Hiệp. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Diệp Kiến Xuân trong cuộc họp báo vừa qua đã cảnh báo mức nước ít nhất tại 150 con sông trên cả nước đã vượt ngưỡng báo động. Bên cạnh đó, ông Diệp kêu gọi chính quyền các địa phương chuẩn bị phương án để bảo vệ mạng sống của người dân trong trường hợp hệ thống điều không thể ngăn lũ. Chuyên gia Vương cho rằng cảnh báo của Thứ trưởng Diệp chứng tỏ đập Tam Hiệp đang không kiểm soát được một cách hiệu quả. Mặt khác, ông Vương nói rằng sự cố vỡ đập Tam Hiệp nếu xảy ra sẽ là một thảm họa cho vùng hạ lưu trong Dương Tử và chính quyền nên chuẩn bị phương án sơ tán càng sớm càng tốt. Trang Shanghai dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng thảm họa tại đập Tam Hiệp có thể gây ảnh hưởng đến 4 triệu người sống tại khu vực ở thành phố lớn hạ lưu như Vũ Hán, Nam Kinh hay Thượng Hải. Tính đến ngày cuối tháng, gần 8,2 triệu người tại 10 tỉnh thuộc lưu vực sông Dương Tử đã bị ảnh hưởng từ mùa lũ năm nay. 255.000 người phải sơ tán. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính là 3,4 tỷ đô la Mỹ và 861.000 ha đất nông nghiệp bị thiệt hại tại 26 tỉnh thành. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cho biết mưa lớn sẽ còn tiếp tục trong 5 ngày tới tại nhiều vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử, ảnh hưởng đến 13 tỉnh. Mưa lớn liên tiếp đã làm gián đoạn sinh hoạt hàng ngày của ít nhất 11 triệu người ở khu vực miền Nam và miền Tây của Trung Quốc, cuốn trôi nhiều phương tiện giao thông, nhấn chìm các tòa nhà và một diện tích lớn đất nông nghiệp, gây thiệt hại khủng khiếp trên nhiều tỉnh thành khắp Trung Quốc. Tại Quý Châu, tỉnh thiệt hại nặng nề nhất. Tại miền Tây Nam của Trung Quốc, nhiều vùng thuộc huyện Tam Đô đã chứng kiến lượng mưa lên tới 180 mm trong vòng một tiếng đồng hồ, kèm theo ngập úng, lở đất nghiêm trọng. Một người dân địa phương cho biết nước lũ ngập tới tận thắt lưng. Các trận mưa lớn liên tiếp trong tháng này đã tàn phá nặng nề vùng đông nam của Trung Quốc, đẩy mức nước của nhiều con sông trong khu vực này lên trên mức cảnh báo. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kêu gọi và huy động toàn lực nhằm đối phó với mưa lũ, đồng thời cử 6 đoàn cán bộ tới khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống mưa lũ. Cơn mưa lớn đã tàn phá nghiêm trọng một quận của thành phố Cát An, phía đông của tỉnh Giang Tây, khiến chính quyền thành phố phải sơ tán 8.517 người. Những cơn mưa lớn cũng đã tấn công huyện Tân Dương của thành phố Nam Ninh, miền nam của Trung Quốc, phá hủy các ngôi nhà và nhiều diện tích cây trồng. Sáng sáng thứ tư, một người đàn ông lớn tuổi đã bị cuốn và mắc kẹt ở giữa sông. Lính cứu hỏa địa phương đã kịp thời triển khai tới hiện trường, sử dụng dây thừng
đưa người đàn ông này tới nơi an toàn. Tỉnh Giang Tây của Trung Quốc đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4, mức thấp nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp thảm họa 4 cấp của nước này, nhằm đối phó với những trận mưa lớn gần đây đã gây thiệt hại lớn về tài sản, làm gián đoạn cuộc sống của hơn 330.000 người dân địa phương. Theo Cục Quản lý Tình huống Khẩn cấp Giang Tây, trận lũ lụt sau mưa lớn bắt đầu từ hôm thứ Ba đã khiến hơn 37.000 người dân thuộc 38 quận phải sơ tán khẩn cấp, làm hư hại 27.200 hectare hoa màu, phá hỏng 55 căn nhà của 22 hộ gia đình. Cơn mưa lớn cũng đã tàn phá một quận của thành phố Cát An, gây ngập úng nặng tại nhiều ngôi làng tại địa phương. Lực lượng cứu hộ cứu nạn địa phương đã kêu gọi điều động mọi nguồn lực để phòng chống mưa lũ, điều nhiều đoàn cán bộ đến các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn và phòng chống mưa lũ. Anh Li Wenfeng, người dân tại làng Suesa, huyện An Phúc, Cát An, Giang Tây của Trung Quốc cho biết: "Đêm qua nước bỗng tràn vào nhà gia đình tôi, liền bật dậy lên sơ tán. Nếu không đi sớm thì chúng tôi sẽ bị kẹt lại như nhiều gia đình khác. Cả hai ngôi nhà của gia đình tôi đều bị ngập." Lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện An Huy cho biết, tính đến 11 giờ sáng thứ năm đã có 21.501 người dân được tái định cư và 8.517 người đã được sơ tán. Cùng thời điểm, nhiều ngôi nhà của thành phố Bình Hương, tỉnh Giang Tây cũng bị hư hại nặng nề sau mưa lũ kéo dài trong 24 giờ. Tính từ thứ tư tới thứ năm, 49 trạm thời tiết ở Bình Hương đã đo được lượng mưa lên trên 100mm, lượng mưa tối đa đạt 201,5mm. Mưa lũ đã phá hủy mùa màng, các tuyến giao thông bị chia cắt, mất điện trên diện rộng. Các đội cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng, khẩn trương sơ tán người dân bị mắc kẹt tới nơi an toàn. Anh Xê Su Hui, người dân núi Gu Gông, Bình Hương, Giang Tây, Trung Quốc nói: "Sau đó khoảng 4 giờ, mọi người tới trụ sở của ủy ban gõ cửa giải cứu gia đình tôi. Gia đình chúng tôi đã phải tá túc ở đó vì cây cầu đã bị sập, cả cầu và đường đều không thể đi qua được. Sau khi cây cầu bị sập, chính quyền địa phương đã đặt biển báo nguy hiểm và bố trí cán bộ túc trực ngăn không cho người và xe đi qua." Hơn 200 người sống tại khu vực thắng cảnh núi Gu Gông đã được sơ tán. Khu thắng cảnh cũng đã bị đóng cửa tạm thời. Theo báo cáo của Bộ Quản lý các tình huống khẩn cấp Trung Quốc, các trận mưa lớn và kéo dài từ đầu tháng đến nay ở vùng đông nam của nước này đã gây ra lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng. Một lượng nước mưa khổng lồ đã gây ra lũ quét, phá hủy nhiều làng mạc, cuốn trôi nhiều nhà cửa, đường xá và đã có ít nhất 83 người thiệt mạng hoặc mất tích. Tổng cộng đã có hơn 8,8 triệu người dân tại 13 tỉnh thành như vực sông Dương Tử bị ảnh hưởng tới cuộc sống. Dự báo ngắn hạn sáng nay của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, mưa lớn kèm theo sấm chớp có thể sẽ gây ra lũ quét tiếp tục xảy ra trong vòng vài chục giờ tới. Lượng mưa đo được tại các tỉnh Hồ Nam và Phúc Kiến từ hôm thứ Năm dao động phổ biến từ 3 đến 5cm, có nơi tới 7cm. Nhiều hệ thống sông trong vùng đang bị quá tải đến mức báo động. Một số khách sạn, nhà hàng ven sông tại Trùng Khánh bị nước lũ nhấn chìm hoặc đánh sập, khiến người dân trở tay không kịp. Thống kê chưa đầy đủ từ địa phương thuộc lưu vực sông Dương Tử, lũ lụt đã phá hủy 7.300 ngôi nhà, làm hư hại trên 138.000 chỗ ở của người dân và buộc chính quyền những nơi nguy hiểm phải sơ tán gần 500.000 người đến nơi an toàn. Trong khi đó, kết quả thống kê của nhà môi giới bảo hiểm quốc tế Aon, thiệt hại do lũ lụt gây ra ở Trung Quốc những ngày vừa qua đến nay được coi là thảm họa thiên nhiên lớn thứ ba trên thế giới của năm 2023. Theo Aon, thiệt hại kinh tế lớn nhất là siêu bão Amphan ở Ấn Độ, Bangladesh vào hồi trung tuần tháng trước có trị giá 15 tỷ đô la Mỹ và kế tiếp là các trận bão tố khắc nghiệt ở Mỹ vào hồi tháng 2 gây thiệt hại 3,1 tỷ đô la Mỹ. Đợt mưa lũ đầu mùa năm 2023 tại Trung Quốc được dự báo sẽ còn tiếp tục nghiêm trọng trong những ngày tới và rất có thể sẽ đi vào kỷ lục top 10 trận lũ lụt gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử nước này. Theo kết quả nghiên cứu của tổ chức dữ liệu thảm họa quốc tế IMDAT, Trung Quốc đã có 10 năm đối mặt với thiên tai lũ lụt gây thiệt hại vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ, trong đó đắt đỏ nhất là trận lũ lụt hồi năm 1998 gây thiệt hại 48 tỷ đô la Mỹ và đến nay vẫn giữ ngôi vị là trận lũ lụt tồi tệ nhất lịch sử thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Mới Nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!